Thưa quý vị và các bạn, nếu tính theo phân cấp, tính đến giữa tháng 10, ngân sách tỉnh quản lý giải ngân đạt trên 47%, ngân sách cấp huyện quản lý đạt trên 85%, đây là nội dung vừa được báo cáo tại buổi làm việc về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công do ông Lâm Hoàng Nghiệp, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì với sự tham dự của một số chủ đầu tư là các sở ban ngành và thành phố Sóc Trăng, thị xã Ngã Năm, huyện Thành Trị diễn ra vào sáng nay, ngày 25 tháng 10. Năm nay tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh trên 6.700 tỷ đồng, tính đến giữa tháng 10, vốn Thủ tướng Chính phủ giao giải ngân đạt trên 54%, vốn tỉnh giao bổ sung năm nay giải ngân đạt trên 56% và đối với nguồn vốn năm rồi được phép kéo dài thời gian giải ngân đạt gần 39%. Tiến độ giải ngân được đánh giá có chuyển biến, tuy nhiên vẫn còn chậm so với yêu cầu đặt ra. Nguyên nhân là do các khó khăn dưới mắt trong công tác giải phóng mặt bằng dẫn đến chậm bàn giao cho đơn vị thi công, công tác di dời hạ tầng kỹ thuật còn chậm. Một số dự án điều chỉnh chủ đầu tư, giá cả nguyên vật liệu, một số nhà thầu thiếu quyết liệt trong triển khai thi công. Phát biểu tại buổi làm việc, một số sở ban ngành và thành phố Sóc Trăng, thị xã Ngã Năm, huyện Thạnh Trị là chủ đầu tư các dự án nhấn mạnh về sự quyết liệt trong công tác giải ngân, quyết tâm đến cuối năm giải ngân đạt trên 95%. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đến ngày 31 tháng 1 năm 2024, giải ngân phải đạt trên 95%. Một số chủ đầu tư báo cáo sẽ đạt con số này, tuy nhiên vẫn còn một số chủ đầu tư cho rằng vẫn còn khó khăn thì cần cố gắng hết mức có thể để đạt mục tiêu giải ngân. Trong đó, Ban Quản lý Dự án 1 và Ban Quản lý Dự án 2 với nguồn vốn lớn, nếu cần thiết bố trí lại lực lượng tập trung cho các dự án xác định là khó giải ngân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý chủ đầu tư các dự án được phép mời các đơn vị có liên quan ngồi lại để trao đổi tháo gỡ theo chức năng nhiệm vụ của mình, giải quyết trực tiếp trên tinh thần hỗ trợ nhau. Cũng trong buổi sáng, ông Lâm Hoàng Nghiệp, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh có buổi làm việc với Hiệp hội Hữu nghị Nhật Việt về trao đổi xuất tiến đầu tư và phát triển hoạt động du lịch thương mại giữa các doanh nghiệp Nhật Bản với tỉnh. Hiệp hội hữu nghị Việt Nhật cho biết, đi cùng là các doanh nghiệp của Nhật Bản về xử lý rác bằng công nghệ áp lực nước, sản xuất vật liệu thay thế nhựa, sử dụng trong y tế, chế biến gỗ, các thiết bị an toàn trên đường cao tốc, nông nghiệp công nghệ cao. Đến tỉnh lần này, Hiệp hội hữu nghị Việt Nhật bày tỏ rất mong muốn hợp tác với tỉnh trên các lĩnh vực này. Đồng thời bày tỏ thêm về việc hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực. Hiệp hội hữu nghị Việt Nhật cho rằng Sóc Trăng đang trong lộ trình phát triển mạnh mẽ là địa điểm đầu tư tiềm năng với vai trò của mình, hiệp hội sẽ trở thành cầu nối kết nối các doanh nghiệp Nhật Bản đến Sóc Trăng. Tại đây, các doanh nghiệp Nhật Bản đề nghị tỉnh thông tin thêm về mật độ dân số, độ tuổi trung bình của người dân, chế độ ưu đãi của tỉnh dành cho nhà đầu tư nước ngoài, vấn đề xử lý rác của tỉnh, tình hình điện nước đáp ứng cho hoạt động sản xuất, phương tiện vận chuyển xuất hàng hóa sản xuất từ Sóc Trăng đi các trung tâm kinh tế của Việt Nam. Phát biểu tại buổi tiếp đón Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Di dân tỉnh gửi lời cảm ơn đến Hiệp hội Hữu nghị Việt Nhật đã quan tâm đến tỉnh, tìm hiểu cơ hội đầu tư. Trong thời gian tới, mong rằng các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ tiếp tục quan tâm đến Sóc Trăng. Tỉnh luôn sẵn sàng hỗ trợ để các doanh nghiệp nghiên cứu khảo sát và đề xuất đầu tư trên các lĩnh vực. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Di dân tỉnh nhấn mạnh, tỉnh luôn tạo điều kiện tốt nhất về thủ tục hành chính, thực hiện đầy đủ chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định, đồng thời tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắt trong quá trình đầu tư tại tỉnh.